Alo, xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật, thị trấn cúp điện gia đình đi chơi lên làng chài Gạch Rẹm đó các bạn. Giờ đi chính ra bè quán 343 nè, làng chài Gạch Rẹm đó các bạn ơi. Muốn đi về qua có ghe nè. Nghe tàu bị cũ rồi, chìm rồi nè. Em quay làng chài Gạch Rẹm cho các bạn coi nha. Rồi, tháng này biển im rồi. Rồi đi ra giỏ luôn nè, muốn đi bè 343 nè, phải đi giỏ ra nha các bạn. Đây ra bè cũng tới 200 mét. À, cái này nè, nước trong không? Nè, cỏ biển luôn rồi, cỏ biển quá trời luôn rồi. Đây là làng bè, bên đây là bè của siêu thị. Càng ra nước càng trong các bạn, quá nước trong quá trời luôn nè. Rồi điện thoại này chống nước mà. Ôi nước này trong quá đi, thấy đáy luôn nè, cỏ biển quá trời cỏ biển luôn nè. Nước trong quá bạn ơi. Đi chơi nha. Tại đảo luôn, mình đi review cái chỗ này cho các bạn coi. Anh ơi. Này tới bè đó. Ồ nước này trong quá này. Nước sâu này khoảng 4 3 mét nước các bạn. Đi lên trước đi. Nó lên nè, cảm giác lên bầu, lên cầu. Nước thì trong quá đi. Thấy đáy luôn nè. Rồi ghe hoành vô chở khách tiếp nữa. Rồi, lên tới cầu rồi. Tắm mới lên nè. Nước trong không? Nước biển luôn. Nước thì trong quá trong. Ở đây có câu cá được luôn các bạn. Đem theo mình câu câu cá luôn. Cá quá là. Cá suốt nè các bạn. Nhưng ở dưới tầng dưới có cá, cái gì mấy cá cái lù đó. Bốc đếm nhóc luôn. Nó sao nhóc rồi. Này cá bóp nuôi nè các bạn ơi. Giờ nó đói nó lên. Trời. Anh câu bên kia là muốn anh câu cá bên đó.
Có bóp gì nó đói rồi nó lên nè. Nó đói rồi đó. Giờ vô đây order đồ ăn. Nè, ó, đã chưa? Ô, nó đưa hở miệng lên nồi ăn kìa. Thế rồi nó đổ miệng lên ăn các bạn. Bữa không? Quay kiểu nằm luôn, nằm quay luôn. Ôi. Đây là mấy ông anh nóng câu cá nè. Đó luôn, nước trong tới đáy luôn. Xa xa biển trong xanh đẹp quá ha. Cái phía bên đây là phía núi Tà Lơn bên Campuchia đó các bạn. À đây núi Tà Lơn rồi. Có gần bạn rồi. Mờ này là núi Tà Lơn nè. À, hôm nay chủ nhật. Quá trời luôn, mới đón khách. Này bếp nhà hàng. Này bếp đấy các bạn. Bếp bán đàn. Mấy cái bè này muốn ra là phải có xuồng đưa ra. Còn mấy cái bè kia thì có cầu đi ra. Cái gì? Hả? Đây cho câu cá luôn nè, vừa ăn mà dục cần câu xuống câu luôn, cũng nó trong quá đi. Và cái bắp mới vớt lên đó hả? Này chỗ bếp nấu. Cái này là các cần. Ủa loại bày luôn nè. Ở trên nó thấy rồi luôn nè. Phóng lại gần rồi thấy đó. Ủa. Giải mồi xuống rồi. Ô bày luôn kìa, đóng luôn kìa. Cái này là cá kình không à. Quá vậy cá kình luôn. Bày. Bên mũi núi nè. Cái núi này băng qua bên Cần Dầu. Qua đó mũi Cần Dầu. Chuồng Vít. Còn đây mà mờ nè. Cái này bên Campuchia. Cái này cá kình nè. Vớt mẹ ơi. Chỗ này chỗ bếp. Có ghẹ nữa đi. Ghẹ nó cũng đây là mình quay cho các bạn cái mú này nha các bạn. À lòng bè cái mú nè. Ồ cái mú quá trời luôn thấy không? Mú đây mình đây quay miên cái eo làng chài gạch dẹm cho các bạn coi nha. Giống như một cái eo biển các bạn.
đây rất nhiều bè. À, khách nào thích bè nào thì đi, chung cũng về chung cái bè các bạn, cho xa 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 nhiều bè. Du lịch người sinh thái làng bè. Cái này lập chung rồi mà không im thì được. Cái hướng này là mùa nam là chịu không nổi, với mùa tháng này là tháng 10 đổ đi bắt đầu là biển im rồi. Xa xa biển im mà trong luôn, xanh luôn. Thôi cần thủ rồi. Cần thủ bên kia kìa, đó. Có cá kìa, nó dính kìa. Đồ ăn cá bóp mới lội dưới về lên bàn này nè. Vô trong ra không có vô ngoài. Lội cái chích. Thì bây giờ lúc này 11 giờ ngày càng đông đông, đang đông đông rồi nè. Bữa nay đi chơi quá trời luôn. Sẵn rồi nha. Ừ, con này đang mới hơi vớt cá rồi nè. Kéo 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 cái lưới cho nó sát sát nó dễ xúc nè. Nó kéo lên chỗ này bắt chưa nó cạn vèo là bắt nó dính rồi. Cầm cầu nó quá. Mấy kilo. Còn mấy kilo rồi. 4 kg luôn hả? 3 kg mấy nè. Mà một vỗ cá rồi. Đây. Đây lội tung tăng vậy là lên thớt rồi. Mới đi vòng mới chưa được nửa tiếng hồ nữa là một vỗ cá rồi kìa. Kéo lưới mà kéo lưới lên cho nó cạn nè. Dễ xúc. Tóm cùng dây đáy nó lên. Đừng có mua đồ đi, đừng có ăn uống rồi được, đừng có mua đồ. Ngồi đây cũng mát chứ. Mới lên tới. Lên trước mày. Ngồi trong nhìn xuống biển. Quá trời đẹp luôn quá. Tháng này là tháng 11, biển bên đây là hết mặt nam rồi, gió nam hết rồi, vậy có gió bắc, bên đây biển im trong. Ai đi du lịch đi tháng này nè, tháng này mà đi ra đảo Ngọc Phú Quốc là cực kỳ đẹp luôn ơi, biển hội chơi luôn, trong mà thấy đáy luôn. Cá lù á, có cá lù nhóc ở dưới à. Cá lù với cá chàm chùm chuột. Đây câu cá nè. Mấy con lội dưới đáy á, là mấy con bự bự luôn á. Sao biển nè, nó thấy sao biển không? Thấy hả? Hai con sao biển. Ó nó lội gà đó. Camera đây quay xuống còn thấy rõ luôn thấy không? Chưa phóng to nè, phóng to nè, đó. Phóng gần luôn nè, đó. Phóng gần quá, sóng biển nó chập chờn, không thấy đường hết trơn. Đẹp quá.
ngắm biển hoài không chán. Biển trong xanh luôn nè, phóng càng ngày càng gần cho các bạn coi nè, sóng phóng qua cái Campuchia luôn nè. Rồi rum rum hết luôn đó. Ờ, đâu thấy ghe đó đâu, ồ, dặn không? Xa phóng xa và thử phóng xa gần. Thôi xa. Bè đối diện khách lên nè. Rồi chuẩn bị vô tiệc nè, cái ghìa câu nè. Cái ghìa câu chứ mới câu lên luôn, chơi chi xù luôn, kêu chú bán chi xù luôn. Rồi quá đông rồi, giờ này người ta chơi quá đông rồi. Đây tắm luôn, đứng trong cái liều ăn nhảy xuống tắm luôn rồi. Cái giỏi. Lấy tắm đi. Cái dỗ có dính không? Có câu dính hả? Rồi. Cái dỗ cũng câu dính đó trời. Hả? Ừ, bự quá trời. Cá giỏi nha các bạn ơi. Chết rồi. Mới lại lên chết rồi. Chết rồi. Dở lắm, dở dở. Nó dở lắm.